Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án để tranh suất mua Long Path SLG đến từ sàn Bitkep, đến từ ví Bitkep. Thì hiện nay cái dự án Long Path này thì nó đang được mở ở trên nền tảng của cái sàn Bybit, của sàn MEXC, với điều kiện là mọi người sẽ phải hold cái đồng token MEXC nhé. Thì ở trên cái sàn Bitkip này nó ra một cái chương trình airdrop, đó là dành cho mọi người chúng ta sẽ tham gia để có cơ hội nhận được một cái suất mua IDO cái token SLG này. Nếu trúng thì chúng ta có thể mua được tối đa là 200 đô la trên một slot nhé. Rồi ok, thì cách thức tham gia như thế nào thì mọi người sẽ bấm vào đường link ở dưới phần mô tả, sau đó thì sẽ thực hiện các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì mọi người sẽ follow Twitter này. Rồi, tiếp theo là follow Twitter tiếp. Sau đó thì retweet lại Bitcap ở trên Twitter. Ở đây mọi người bấm chọn retweet. Rồi, chọn tweet lại cho mình. Sau đó thì kích chọn like này. Rồi, quay trở về. Bấm chọn continue. Tiếp theo sẽ ra vào Discord. Rồi, và xác minh ở trong Discord nhé. Tìm này. Còn gì nữa không? Airdrop có gì không? Mọi người cứ bấm thoải mái đi. Rồi, quay trở về. Bấm chọn Continue. Tiếp tục giao tiếp vào Discord. Rồi, sau đó thì tích quay trở lại. Bấm chọn Continue. Nhiệm vụ tiếp theo thì nó yêu cầu mọi người sẽ download cái app Bitkep nhé. Ví Bitkep thì ở đây nó có cả trên hệ điều hành iOS và Android. Thì mình đã tải rồi. Rồi ok, thì ở đây mình đã tải rồi nhé. Thì ai chưa tải thì mình có cái đường link đăng ký ở bên dưới. Sau khi mọi người bấm vào bấm chọn Continue này. Tiếp theo là sẽ đăng ký một cái tài khoản ở trên sàn Bitget. Thì mọi người sẽ đăng ký theo đường link ở dưới phần mô tả này. Bấm chọn click here, nó quay trở lại, bấm chọn Continue. Rồi tiếp theo nó yêu cầu mọi người nhập địa chỉ ví BSC. Thì ở đây thì mọi người sẽ phải nhập địa chỉ ví BSC ở trên ví Bitkep nhé. Thì mọi người sẽ đăng nhập vào ví Bitkep cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào mạng PNB này. Và sau đó bấm vào nhận này. Rồi sao chép địa chỉ ví. Và quay trở về. Dán địa chỉ ví vào. Chọn Continue. Và cuối cùng nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia cái suất whitelist đến từ ví Bitkep tranh mua cái token SLG, Long Path SLG. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.